Ok, xin chào mọi người, Sĩ Lan đã trở lại từ đây. Và để tiếp tục series về thuật toán tham lam thì sau đây là một ví dụ của thuật toán này, đó là bài toán ngữ du lịch. Thì mô tả thuật toán này như sau: có n thành phố được đánh số theo thứ tự từ 1 cho đến n, và người du lịch xuất phát từ một thành phố và ghé thăm các thành phố còn lại. Mỗi thành phố ghé thăm duy nhất một lần, sau đó trở về nơi xuất phát. Vậy cái ý tưởng giải quyết bài toán này đó là gọi chi phí đi lại từ thành phố Y đến thành phố G là CIG. Thuật toán tham lam cho bài toán này là chọn một thành phố có chi phí nhỏ nhất tính từ thành phố hiện tại đến thành phố chưa qua. Sao cho thỏa mãn yêu cầu bài toán đó là ghé thăm các thành phố còn lại và chỉ đi duy nhất một lần. Và đầu vào đó là thành phố N và chi phí đi từ thành phố Y đến thành phố G. Còn đầu ra đó là hành trình tối ưu và chi phí tương ứng. Thì sau đây là code của bài toán và sau đây là code của bài toán TSP dựa trên ngôn ngữ Java mà bọn mình đã code. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái khung bài toán TSP với số nút đăng nhập khi chạy là public void TSP. Tiếp theo là hàm đo giá trị và đo độ dài. Và thành phố được lựa chọn mặc định là một. Và tổng chi phí đường đi chính là cái element. Vòng lặp while thì sau đây là vòng lặp while. Thì chọn đường đi nhỏ nhất từ thành phố A đến tất cả các thành phố còn lại. Còn static chính là lấy giá trị đường đi từ các thành phố bài toán mà chúng ta đã có. If là nếu mà giá trị bé nhất thì chúng ta sẽ lưu cái kết quả này lại. Còn chúng ta sẽ lập một cái vòng for và kiểm tra xem là cái bên trên nó có lặp lại không, và nếu mà không trùng thì chúng ta sẽ lấy kết quả. Thì ở đây bọn mình có hai ví dụ là test 1 và test 2. Thì ở trong ví dụ test 1 thì chúng ta sẽ có bốn nút tương đương với cả bốn thành phố. Thì chi phí để đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ nhất là 0, và chi phí để đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ hai là 25. Chi phí để đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ ba là 10. Và cuối cùng là chi phí đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ tư là 35. Tương tự thì với các thành phố 2, 3 và 4 chúng ta sẽ có được một cái khung bài toán như output ở đây. Đó chính là kết quả của bọn mình tính ra được đó là 70. Thì các thành phố tìm được là 1, 3, 4 và 2, và rồi lại quay trở lại 1. Đây là kết quả test 1 của tụi mình. Còn kết quả test 2 là chúng ta sẽ có 5 nút tương ứng với cả 5 thành phố, và chi phí đường đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ nhất là 0. Chi phí đường đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ hai là 10. Chi phí để đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ ba là 50. Chi phí để đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ tư là 30, và cuối cùng là chi phí để đi từ thành phố thứ nhất đến thành phố thứ 5 là 50. Tương tự với các thành phố 2, 3, 4 và 5, chúng ta sẽ được khung bài toán như mọi người có thể nhìn ở output đây. Đó là kết quả của bọn mình chạy ra được đó là 100. Và đường đi tìm được là 1, 2, 5, 3 và 4, và cuối cùng lại có trở lại 1. Thì dưới đây là những tài liệu mà bọn mình tham khảo và dựa vào đây để bọn mình thuyết trình. Và rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.